người đẹp. Từ lúc gặp cô, lòng tôi chẳng thể nào quên cô. Ông muốn làm gì? Tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô. Ông đến đây tôi la lên đó. Vậy thì cô la lên đi. Có ai không? Có ai không? Nghe lời nào người đẹp, cô cứ la lên đi. Cứu tôi với. Hét hít hơi đi. Bên ngoài không có ai nghe đâu. Cứu tôi với. Người đẹp. Đại ca, cút đi. Buông tôi ra. Đại ca. Chú muốn làm gì? Anh không thể làm như vậy được. Tại sao tôi không được làm vậy chứ? Cút. Cút. Đại ca, anh cứ bắn chết tôi đi. Tôi không thể nhìn anh ức hiếp người khác như vậy. Vậy thì hôm nay tôi sẽ bắn chết chú. Anh bắn đi. Đại nãi nãi. Đại nãi nãi. Đi. Chúng ta đi. Cút. Cái tên khốn đó. Cô mới lên núi này, chưa rành rọt địa hình. Sau này ở trong nhà nhiều hơn, đừng có chạy lung tung. Tránh mấy tên đó nhìn thấy cô rồi lại muốn làm gì nữa. Quỳ Anh, tôi hỏi cô một câu. Cô phải nói thật lòng. Có phải cướp được lại mỏ vàng thì cô đồng ý gả cho đại đương gia? Làm người thì không thể nói rồi nuốt lời. Nếu đại đương gia lấy lại được mỏ vàng, tôi sẽ nói gì làm đó. Cô không nuốt lời. Cô không sợ tôi giết cô hả? Đại nãi nãi, Quỳ Anh đã chết một lần rồi, còn sợ gì nữa? Tôi chỉ muốn giành lại mỏ vàng. Nhà họ Phương đã vì tôi nên mới bị người Nhật lấy mỏ vàng. Mỏ vàng bị cướp là vì cô sao? Nên tôi muốn giành lại nó, trả lại cho nhà họ Phương. Người Nhật giết chị gái tôi, dù cô đã trả thù cho tôi, nhưng nhà họ Phương đối với núi Cửu Long không tệ. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Phải giành lại mỏ vàng. Quỳ Anh, cảm ơn đại nãi nãi. Đại ca. Chú hai, có phải là chú đang định tách ra núi khác không? Lại là thần toán tử sao? Tôi đi tìm hắn. Láo xược. Đại ca, anh không thể lúc nào cũng đừng gọi tôi là đại ca.
trong mắt chú còn có người đại ca này nữa không? Tôi thấy chú cánh đã cứng rồi. Chú hai, đi đi, đi thật xa vào. Anh, tôi có làm gì sai, anh chặt đầu tôi cũng được, nhưng bắt tôi đi, tôi không làm được. Được, nếu chú không đi, tôi đi. Đại ca, đại ca, anh là người thân duy nhất của tôi. Anh còn nhớ không? Lúc chúng ta còn nhỏ, năm tôi 5 tuổi, gia đình gặp nạn, cha mẹ chết trong loạn lạc. Anh đã dìu dắt tôi từng bước một, ăn xin dọc đường mới đến được đây. Năm đó tuyết rơi dày, 2 ngày liền chúng ta không có gì ăn. Anh cõng tôi lên núi, tìm đến nhà một người giàu, ăn cắp bánh bao của con họ. Anh ôm tôi trong người thật chặt, chịu đòn thay tôi, miệng la mà vẫn đút bánh bao cho tôi. Đại ca, những chuyện đó tôi vẫn nhớ. Tối nay chúng ta đi cướp mỏ vàng, nhưng sao mắt phải tôi lại giật chứ? Tôi hỏi bà, bà nói chuyện hợp tác với 2 anh em đám thóc ưng, bà thấy được không? Có gì không được, đều là người Trung Quốc, lúc quan trọng đâu thể bỏ mặc nhau. Hơn nữa, cướp được mỏ vàng, ông mới dễ cưới vợ 2 chứ. Tôi thì chỉ muốn có đứa con thôi. Với lại, cho dù cưới vợ 2, tôi vẫn tốt với bà. Thôi, bớt nói nhảm. Bà xã nè, bà nói 2 anh em thóc ưng này cũng không phải loại hiền lành gì, chúng ta phải đề phòng. Thách đám người đó cũng không dám giở trò gì. Đại ca, đại ca, đại ca, chị dâu, đã nghe ngóng được rồi. Người Nhật muốn lôi kéo thóc ưng, cuối cùng cái tên đó không bị dụ dỗ. Nhưng mà thóc thứu lại khá thân thiết với người Nhật. Đứa em không làm chủ được thằng anh đâu. Kêu các anh em chuẩn bị xuống núi sớm một chút. Được, vậy tôi đi tập hợp các anh em. Đi đi. Tôi cũng đi chuẩn bị đây. Đại nãi nãi, đại nãi nãi, tôi cũng đi. Cô hả? Bắn súng còn chưa thành thạo, đi làm bia ngắm cho người Nhật sao? Không được đi. Đại nãi nãi, chung quanh mỏ vàng đó tôi rành hơn ai hết mà. Cô còn chưa chính thức gia nhập, chưa phải người của núi Cửu Long, cho nên cô không được đi. Nguyên Tử, đại nãi nãi, coi chừng cổ, không cho đi đâu. Đại nãi nãi, tôi gia nhập luôn bây giờ. Kêu cái gì mà kêu, cũng tại chị, hại tôi không được đi. Đại nãi nãi đã nói không được đi. Ngồi xuống. Tất cả tập trung tinh thần hết cho tôi. Nghe tôi nói, hôm nay chúng ta đi cướp mỏ vàng của người Nhật. Quy tắc cũ, lấy được vàng bạc không được giấu riêng, có nghe chưa? Ai làm trái, giết không tha. Nghe rõ chưa? Dạ. Hôm nay sao thời gian qua nhanh vậy? Nhìn không giống ban đêm luôn. Đại ca, hôm nay thời tiết tốt, chúng ta mau xuất phát đi. Được, xuất phát.
Các người nhanh tay lên đi. Dạ. Nhanh hơn nữa đi. Đại đương gia, giờ lành ngày lành xuất binh, chắc chắn sẽ gặp đại thắng. Đi về đầy túi. Lại muốn làm thơ nữa hả? Dĩ nhiên. Gió thổi hiu hiu sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở lại. Còn chưa xuất phát đã tính là không về nữa hả? Nói kiểu gì vậy? Người không có học đúng là đáng sợ. Đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Đoạn hồn nhai. Đại ca, đi qua ngọn núi trước mặt là tới mỏ vàng. Không đúng. Đã nói gặp nhau ở đây vào giờ này. Đã tới giờ rồi, sao còn không thấy ai? Đại ca, không chừng bọn họ đã đi trước rồi. Anh nhớ lần trước không? Được, nói với các anh em, đi đi. Các anh em, đi thôi. Chủ tịch, đã chuẩn bị xong rồi. Tốt. Tốt. Chủ tịch, lỡ bọn chúng không tới thì sao? Cứ tin là có, đừng nghĩ là không. Dạ. Chủ tịch, bọn họ đã tới rồi. Từ hướng nào tới? Từ núi Liên Hoa. Thổ phỉ núi Cửu Long. Có tới không? Mỏ vàng này nằm trong phạm vi núi Cửu Long. Nếu không hẹn trước, thổ phỉ núi Liên Hoa sẽ không thể tham gia. Nên thổ phỉ núi Cửu Long chắc chắn sẽ tới. Coi Chư Mi, làm theo kế hoạch đi. Dạ. Các người đi theo tôi. Đi đâu đó? Tôi đau bụng. Đau bụng hả? Nhịn đi. Đỗ Quyên, tôi đau bụng thật mà. Tôi muốn đi vệ sinh. Đừng có giả bộ. Cũng tại chị tôi mới không được đi. Còn dám giả bộ đau bụng với tôi. Nhịn đi, nhịn đi. Phiền quá. Quy Anh, Quy Anh, Quy Anh, chị mở cửa ra cho tôi. Quy Anh, chị đi đâu vậy? Quy Anh. Ngài Coi Chư Mi đã chuẩn bị xong rồi. Tốt. Mọi người nghe rõ đây.
Chuẩn bị cho nổ. Dạ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Cái gì vậy? Đó là... Đại nãi nãi, tôi cầu xin bà, dẫn tôi theo đi. Quỳ anh. Cô tới làm gì? Tôi muốn trả thù. Đã nói rồi mà. Thù của cô, chúng tôi sẽ trả cho cô. Cô về đi. Đánh nhau là chuyện của đàn ông. Cô về đi. Người đâu? Đưa cổ về núi. Sao lại là chuyện của đàn ông? Đại nãi nãi cũng là đàn ông sao? Đi. Về đi. Về đi. Qua đây. Đi theo sát tôi, không được rời xa một bước. Quân sư, có nhớ lộn thời gian không? Chuyện lớn như vậy, làm sao tôi dám lơ là được? Đảm bảo không sai. Chúng ta chờ họ đi. Cũng tiện để các anh em nghỉ ngơi một chút. Chủ tịch, tôi nghĩ là đám thổ phỉ núi Cửu Long sẽ không tới. Thốc ưng sẽ không hành động một mình đâu. Chờ đi. Ta muốn tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Chủ tịch, ngài coi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Thì ra là vậy. Báo với Khoi Chư Mi qua đây gặp tôi. Dạ. Đại ca, tên thốc ưng này không lẽ đang giở trò gì? Bà xã,
Dù gì đi nữa, bọn họ cũng không phải người không giữ uy tín. Đại ca, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu. Lần trước lúc đi đánh đồn Triệu gia, chúng ta tới sớm. Không lẽ bọn họ vì chuyện chia chác mà còn để bụng sao? Quân sư, Tục ngữ nói cái quái gì nữa? Bây giờ là lúc nào? Lửa cháy tới mặt rồi, mau nói đi. Chú hai, tên đã bắn ra không thể thu lại. Đám đàn ông các người còn khó chịu hơn phụ nữ nữa. Anh Tử đi. Bà xã, Thúc Ưng, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Các anh em đi theo tôi, đi. Ông chủ lớn, như vậy sẽ hư chuyện đó. Hư cái gì? Sao ông không tính thử chừng nào Thúc Ưng tới? Dễ hổ dễ mèo, khó dễ tâm, lòng người cách một lớp da. Tên Thúc Ưng đó không làm theo lẽ thường, có tính cũng vô ích. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ khó mà dừng lại. Hay là chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền? Đại ca, trong chòi canh, trong lô cốt, không có tên người Nhật nào hết. Hổ đầu không tới, mỏ vàng lại không ai canh gác. Cái đám này đang chơi trò gì vậy? Đại ca, lần này anh tin rồi chứ? Nhưng lúc họ chưa tới, chúng ta vô trước đi. Khoan khoan, chờ hổ đầu một chút. Bọn họ không giữ lời, chúng ta không thể về tay không được. Phải đó đại ca. Vậy được, chú dẫn vài người vô trước. Anh ở đây canh gác, đề phòng có chuyện. Đại bản nhà, các anh em lên, các người đi theo tôi. Chủ tịch, bây giờ tính sao? Một người không dễ đối phó, là hai người thì có thể dùng kế ly gián, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV, để bọn chúng tự tàn sát nhau. Sau đó thì châm ngòi, cuối cùng là thu chiến lợi phẩm. Coi chư mi, làm đi. Dạ. Các anh em lục soát đi. Dạ. Các anh em tìm cho kỹ. Đập đi, mau đập. Nhị ca, đã tìm hết rồi, không có gì hết. Chúng ta bị gạt rồi. Các anh em rút. Dạ, mau lên. Bắn đi. Các anh em nằm xuống. Khốn kiếp. Đại ca, tụi Nhật có chuẩn bị. Anh rút đi, tôi yểm hộ. Các anh em lên đi. Lên. Đại nãy nãy. Đại đương gia, đi.
rút lui. Có thể ra tay chưa? Không, chưa tới lúc. Cứ thoải mái thưởng thức màn biểu diễn này đi. Đại nãi nãi, cho tôi một cây súng đi, tôi cũng muốn giết đám súc sinh đó. Chị dâu, lẽ ra không nên cho cổ theo, đúng là phiền phức. Đại nãi nãi, cho tôi một cây súng đi. Súng? Cô ngoan ngoãn ngồi im đi, súng cái gì? Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV. Đại nãi nãi, nằm xuống. Đại ca anh đi trước đi. Đừng bắn nữa. Là đám người hổ đầu. Đại ca, đây là cái bẫy của hổ đầu với người Nhật. Các anh em bắn đi. Không được bắn nữa. Không được bắn nữa. Đại ca, đại ca, đại ca. Còn có ai dám bắn nữa? Tôi sẽ không tha đâu. Không được bắn. Không được bắn. Đại ca. Chị dâu. Không đúng. Phải đó. Có chuyện gì rồi? Hổ đầu, tên khốn kiếp, cấu kết người Nhật hại tụi tao, bắn đại ca của tụi tao. Tao không để yên đâu. Thốc ưng, mày mới là tên khốn. Là mày cấu kết người Nhật, tao cũng không để yên đâu. Tao phải tự tay xử mày. Nhị đương gia, chúng ta trúng kế của người Nhật rồi. Cái gì? Chúng ta đều trúng kế của người Nhật rồi. Chú mau liên kết với hổ đầu, đánh tụi Nhật. Đại ca, bọn họ bắn anh bị thương mà. Món nợ này em phải tính với bọn họ. Đã tới lúc này rồi còn tàn sát lẫn nhau sao? Mau lên. Đại ca, các anh em không thể phí công vô ích được. Đại ca, khốn kiếp. Đại ca, nhị ca, lên đi. Lên cái gì? Rút, rút đi, rút đi. Rút đi. Rút đi. Lâm Trận bỏ trốn, tao không tha cho tụi mày. Tốt. Mây mù tan rồi. Chuẩn bị súng đi. Coi chư mi, tiêu diệt bọn chúng. Dạ. Bắn đi. Nhị ca, tụi Nhật tấn công từ phía sau. Anh em, ráng lên. Nhị ca, tôi không sao. Ráng lên. Đại đương gia, chúng ta mau rút lui đi. Rút đi đâu nữa? Lăng đầu, chú dụ mấy tay súng của tụi Nhật qua đây. Tôi vòng qua phía sau xử lý mấy tên đó. Tới lúc xử xong rồi chúng ta lập tức rút lui. Còn bà thì sao? Đừng có lo. Đại nãi nãi. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV.
bắn đi. Cái gì? Súng của tôi. Có súng. Hay lắm bà xã. Rút. Các anh em, rút lui, mau lên. Tiêu rồi, quỳ anh. Bắn đi. Nữ thổ phỉ. Quỳ anh cẩn thận. Đại nãy nãy bà sao rồi? Chân bà bị thương rồi. Cô đi, đừng lo cho tôi. Như vậy sao được? Nè, tôi cõng bà. Đại nãy nãy. Cứ mặc kệ tôi. Cô mau đi tìm đám người hổ đầu lang đầu. Đi, không được đại nãy nãy. Tôi không thể mặc kệ bà. Đi, mau đi tìm bọn họ, có nghe không? Mặc kệ tôi đi. Đại nãy nãy, tôi có chết cũng không bỏ mặc bà đâu. Đi. Quỳ anh, sao cô không biết nghe lời vậy? Mặc kệ tôi đi. Vòng tay qua đi. Quỳ anh, đúng là không uổng công thương cô. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đại ca, nhị ca. Không tìm thấy. Cái gì? Không thấy. Tôi đi tìm hết khu này rồi, vẫn không thấy đại nãy nãy với quỳ anh. Hay là bị tụi Nhật bắt rồi? Khốn kiếp. Thiếp tường căng, đại ca. Để tôi đi. Không được. Chú hai, bây giờ sơn trại trống không. Nếu tụi Nhật đánh lên núi thì chúng ta không còn nhà. Về đi, chú dẫn các anh em về. Tôi có chết cũng phải tìm được cổ. Đại ca, bớt nói nhiều, đi. Đại ca, đi. Về sơn trại. Thiếp từng căn. Đi. Nhị ca, nghe tôi nói đi. Tuyệt đối không được lên núi Cửu Long. Chúng ta chờ đại ca tỉnh lại rồi tính. Ảnh tỉnh thì cái đầu của tôi còn giữ được sao? Nhị ca, cái này thì anh yên tâm, đại ca sẽ không giết anh đâu. Dù sao ảnh cũng là anh ruột của anh mà. Đủ rồi. Chỉ riêng chuyện lâm trận bỏ trốn, ảnh sẽ tha cho tôi sao? Hơn nữa, đám khốn kiếp ở núi Cửu Long có tha cho chúng ta không? Tôi phải chơi trò người xấu cáo trạng trước. Nhị ca, Nhưng cái gì? Kiểu gì cũng chết. Tôi phải đẩy chuyện này lên đầu của họ trước. Không chừng sẽ giữ được mạng. Hơn nữa, mười mấy anh em chúng ta không thể hy sinh như vậy được. Nhưng không cần nói nữa. Mau tập hợp anh em đánh lên núi Cửu Long.
không được mà. Đại đương gia, người Nhật vẫn chưa rút. Làm sao đây? Chờ thêm đi, có cơ hội chúng ta sẽ đi. Về rồi, về rồi. Quân sư là bọn họ. Về rồi, mau mở cửa. Mau mở cửa. Mở cửa mau lên. Về rồi. Dì đương gia, đại đương gia đâu? Đại nãi nãi đâu? Mở cửa. Mở cửa. Ai đó? Gà kêu ba tiếng, tắt lửa dập đèn. Đại nãi nãi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Mau lên, sao đại nãi nãi bị thương vậy? Từ từ. Nào, từ từ. Đại nãi nãi có sao không? Không sao, bị ngoài da thôi. Nào, dựa vô đây. Quỳ anh. Cô mau quay về sơn trại, nói với mọi người: tôi ở nhà Lý Nhị Cẩu. Đi đi. Mau lên. Bà xã, đi lấy thuốc, mau lên. Đại nãi nãi. Nợ máu, phải trả bằng máu. Các anh em, đánh lên núi Cửu Long, liều mạng với đám người đó. Phải, bọn họ ăn hiếp chúng ta. Chúng ta phải liều mạng, liều mạng, liều mạng, liều mạng. Tốt, đây mới là đàn ông của núi Liên Hoa. Giỏi lắm. Các anh em, chúng ta đi trả thù. Chuẩn bị ngựa. Gì vậy? Có sao không? Đại ca, anh chịu vậy rồi. Không xong. Nhị đương gia dẫn các anh em tới núi Cửu Long trả thù rồi. Là sao? Đã đi rồi kìa. Mau, đuổi theo đi. Anh từ từ. Nhị đương gia, đại đương gia đâu? Các anh em, chúng ta đi tiếp ứng đại ca. Không được, lỡ tụi Nhật đánh lên núi thì sao? Đã tới lúc nào rồi, sợ cái gì? Ai còn đi được thì theo tôi. Nhị đương gia, nhị đương gia,
Đại nãi nãi, đại nãi nãi bị thương ở nhà Lý Nhị Cẩu. Cái gì? Chị dâu bị thương? Bị ở đâu? Bị ở chân. Anh, dẫn người đi đón chị dâu. Các anh em còn lại đi theo tôi, tiếp ứng đại ca. Đi, đi, đi. Báo cáo nhị đương gia, Lan Đầu đã dẫn người đi rồi. Hiện giờ núi Cửu Long đã không còn ai hết. Tốt, lên ngựa. Đây đúng là cái tôi cần. Các anh em xuất phát. Cũng là tại cô tự ý xuống núi. Lần này tội của cô lớn lắm. Tôi... Chị còn tôi cái gì? Chị cố ý hại tôi đúng không? Đại nãi nãi mà về chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Tôi cho chị biết, từ giờ trở đi chị phải như vậy, không được rời xa tôi nửa bước, nghe chưa? Quân sư, quân sư, không xong rồi. Thóc Thứ dẫn người kéo lên sơn trại. Sợ cái gì? Liều mạng với họ. Không xong rồi. Bọn họ muốn trả thù. Mau, mau lên. Mau lên. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Cô là ai? Tôi tên Quỳ Anh. Cô chính là Quỳ Anh giết chết tên Nhật ở trong thành đó hả? Anh chính là Thóc Thứ nhị đương gia của núi Liên Hoa. Đúng là tôi. Quỳ Anh, cô giết chết người Nhật, có khí phách. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc cô đã đầu quân nhầm cửa núi rồi. Nếu cô đầu quân vào núi Liên Hoa chúng tôi đảm bảo cho cô làm vợ của đương gia. Các anh em, trói cổ lại cho tôi. Tôi đã nói từ lâu cái tên Thóc Thứ kia không ra gì. Các người không nghe lời tôi, bây giờ chịu thiệt rồi đúng không? Tôi không ngờ tên khốn đó tới đây từ trước, lại lâm trận bỏ chạy, hại tôi chết mất nhiều anh em. Không biết giải thích sao với các anh em nữa. Chị dâu bây giờ đã bị thương. Đại ca, chúng ta phải báo mối thù này. Nếu họ thật sự muốn hợp tác với bọn Nhật, tôi sẽ sang bằng núi Liên Hoa.
Người phụ nữ này thật lợi hại. Lần này nếu không có cổ, đám thổ phỉ của núi Cửu Long đã bị tiêu diệt rồi. Trận này đã làm tổn hại rất lớn đến nguyên khí của chúng. Nhưng cũng không thể chủ quan. Phải tranh thủ nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị diệt sạch tận gốc chúng. Chủ tịch, theo tôi hay là chúng ta thừa thắng xông lên, triệt để diệt sạch chúng. Cậu hiểu cái gì? Bọn họ hiện tại đang cấu xé nhau, kết thành thù hận. Tôi đã có kế hoạch tiêu diệt thổ phỉ chu đáo hơn. Bọn họ sẽ tìm cơ hội tiêu diệt người của nhau. Hiện tại chúng ta vẫn nên canh giữ mỏ vàng cho tốt. Thấu thứ, anh đúng là không phải đàn ông. Cô nói gì? Khai chiến với người Nhật, anh lâm trận bỏ chạy cũng thôi đi, bây giờ lại còn chạy tới núi Cửu Long, giơ đao giơ súng với mấy người phụ nữ già trẻ bọn tôi. Ngay cả một người phụ nữ như tôi cũng đã giết chết vài tên lính Nhật. Còn anh, chỉ là tên nhát gan vô tích sự. Cô dám chửi tôi? Núi Cửu Long các người đã làm bị thương đại ca và mấy anh em của tôi. Ông đây đến báo thù. Hình như là núi của chúng ta. Bọn quỷ Nhật, đi theo tôi. Đại nãi nãi, ngồi vững nha. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Phát súng này là cảnh cáo. Phát tiếp theo sẽ lấy cái mạng nhỏ của cô. Anh thừa nước đục thả câu. Anh đê tiện vô liêm sỉ. Nói lại lần nữa. Đại ca, từ từ thôi. Tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Dừng tay, tránh ra, tránh ra. Đại ca đã tới, thu mấy cái đó lại. Đại ca, sao anh lại tới đây? Vết thương không sao chứ? Các người gì cũng cần, chỉ không cần mặt mũi. Cởi trói cho người ta. Đại ca, không thể thả những người này. Là người núi Cửu Long đã làm anh bị thương và mười mấy người anh em. Câm miệng. Lâm trận bỏ chạy chính là tội chết. Người núi Cửu Long có thể tha cho chúng ta hả? Đúng vậy, anh hai, mau đi thôi. Lát nữa đám hổ đầu tới rồi, chúng ta cũng không thể đi được. Rút lui thôi. Rút, các anh em, rút. Muốn đi hả? Không dễ vậy đâu, bây giờ ông đây sẽ lột da mày. Đại đương gia, đại nãi nãi, nhị đương gia, mọi người đã bình an trở về. Tôi yên tâm rồi, anh bớt nói nhảm đi. Anh ở núi của tôi, trói người của tôi, anh còn muốn làm gì nữa? Mau cởi trói cho các anh em. Đại ca, cởi trói, mau, mau lên, mau lên, mau lên. Đại nãi nãi, nhị đương gia, lần này là chúng tôi sai. Muốn chém muốn giết sẽ tùy anh xử lý. Được. Anh phá vỡ giao ước đã giết mười mấy anh em của tôi, còn lâm trận bỏ chạy lén xông vào sơn trại của tôi là ý gì? Lang đầu, người của tụi mày là do lính Nhật giết,
Nhưng anh em của tao đều do người của tụi mày giết. Món nợ này tao phải tính sổ với mày. Mày cấm miệng. Đại ca, cho dù em chết cũng không thể để cho bọn họ cưỡi lên đầu được. Trói cậu ấy lại cho tôi. Đại ca, trói. Đại ca, trói. Đại ca, thù của các anh em không báo nữa hả? Mười mấy anh em phải chết uổng phí sao? Đại ca, đừng nói nữa. Đại đương gia, đại nãi nãi, nhị đương gia, tội lỗi lần này hoàn toàn tại tôi. Muốn chém muốn giết tùy các người. Nếu tôi câu mày một chút thì không phải đàn ông. Được, nói rất hay. Nhị đương gia, lần này chúng ta chắc chắn đã trúng kế của người Nhật rồi. Bọn họ muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Chúng ta không thể trúng kế của chúng. Nếu đã vậy, đại đương gia Thúc Ân, tôi hỏi anh, xin đại nãi nãi chỉ giáo, có phải các người hợp tác với bọn Nhật rồi không? Đại nãi nãi à, bọn Nhật là thứ gì, lòng tôi hiểu rõ. Nếu tôi có cấu kết với bọn họ, trời đánh năm luồng sét, bà kêu các anh em chẻ tôi ra. Vậy tại sao các người trước khi đánh nhau lại lâm trận bỏ chạy? Lâm trận bỏ chạy, phá vỡ giao ước. Theo quy tắc trên núi, là sống hay chết đều do các anh em trên núi Cửu Long các ông xử lý. Còn về chuyện trước khi đánh nhau, giờ tôi cũng không thể nói rõ. Nếu hôm nay đại nãi nãi có thể tha cho tôi đi, sau khi tôi về tới sơn trại điều tra rõ ràng, sẽ xử lý theo quy tắc. Nếu anh đã nói như vậy rồi, chúng tôi sẽ tha cho anh trước. Nhanh chóng cho chúng tôi một câu trả lời. Đại nãi nãi, đại nhân đại nghĩa, tôi không làm chuyện thẹn với lòng. Trở về sơn trại, tôi sẽ làm rõ chuyện này. Cáo từ. Tiễn khách. Cảm ơn. Cái gì? Giết thần toán tử? Vậy thì không được. Không được. Đại ca, tôi biết anh sẽ bảo vệ tên đó, nhưng theo quy tắc bắt buộc phải giết người này. Theo quy tắc ai cũng có thể giết, chỉ ông không được. Vậy giết ai? Là trách nhiệm của ông. Giết ông hả? Thần toán tử. Nhị đương gia, có gì cần sai bảo? Quỳ xuống cho tôi. Cậu làm gì vậy? Quỳ xuống cho đại ca. Không, quỳ xuống. Cậu làm gì vậy? Cái gì mà kêu quỳ chứ? Tôi hỏi ông, ông cấu kết tính kế với người Nhật ra sao? Tôi cấu kết với người Nhật tính kế chúng ta lúc nào? Nếu tôi dám cấu kết với người Nhật, trên đầu tôi sẽ nổi mụn nhọt, dưới chân chảy mủ, tôi không được chết yên. Không cấu kết. Vậy tôi hỏi ông, chuyện đánh mỏ vàng chỉ có chúng ta với Thúc Ân biết. Thúc Ân không cấu kết, vậy sao người Nhật biết được? Chuyện đó thì làm sao mà tôi biết được chứ? Đại ca, thời gian đánh mỏ vàng do ông quyết định đúng không? Hợp tác với Thúc Ân cũng là ông đề nghị đúng không? Tôi thấy ông đã cấu kết với bọn Nhật từ lâu rồi. Mục đích chính là tiêu diệt sạch chúng tôi. Tôi hỏi ông, cuối cùng người Nhật đã cho ông bao nhiêu lợi ích? Giết ông ta, giết ông ta, giết ông ta. Các vị, các anh em, các người hiểu tôi mà. Tôi ở trên núi mười mấy năm, cúc cung tận tụy với đại đương gia chưa từng quán tháng. Đại đương gia với tôi ơn trọng như núi, như ba mẹ tái sinh. Tôi với đại đương gia trung thành tận tụy, tuyệt không hai lòng. Nếu tôi thật sự tư thông với bọn Nhật này,
tôi sẽ bị trời đánh 5 tia sét. Mồ mả tổ tiên 8 đời của tôi sẽ không mọc cỏ. Đại đương gia, chuyện đều do anh kêu tôi đi làm. Tôi thật sự không có tư thông với người Nhật nào hết. Giờ còn dám nói dối hả? Mọi chuyện đều do ông sắp đặt. Nếu ông không nói cho bọn Nhật biết, thì sao bọn Nhật lại biết được? Các anh em, một kẻ ăn cây táo rào cây sung như ổng, có nên giết không? Giết! 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 Người đâu? Có! Lôi ổng xuống cho tôi. Chém đâu? Đại đương gia, anh cứu tôi với. Đại đương gia, tôi bị quan. Tôi thật sự bị quan mà. Đại đương gia, đại đương gia, tôi bị quan. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Thần toán tử, các anh em tôi tiễn ông một đoạn. Nè, uống chén rượu chém đầu này. Đại đương gia, tôi bị quan. Tôi thật sự không có tư thông với người Nhật. Cho dù ông không tư thông với người Nhật, ông cũng phải chết. Ông là một người thông minh, dựa theo quy tắc. Đại ca đã thất thủ, hơn mười mấy anh em đã mất, phải có người chịu tội thay chứ. Nhưng tôi, nếu không sao đại ca có thể giải thích với các anh em đây? Ông là người trung thành nhất với đại ca. Nè, uống rồi lên đường. Ra tay đi. Tôi biết ai tư thông với người Nhật. Đợi đã. Nói đi. Ai? Đây là chuyện liên quan đến sống chết. Chúng ta vào mật thất nói đi. Áp giải đến mật thất cho tôi. Đại đương gia, tôi đã theo anh hơn mười mấy năm rồi. Anh không thể giết tôi được. Tôi cũng hết cách. Ông nói coi, nếu không giết ông thì tôi giết ai đây? Giết Quỳ Anh. Đúng vậy, giết Quỳ Anh. Nếu tôi giết Quỳ Anh thì tôi phải làm sao? Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Chuyện này xong rồi, tôi sẽ gom cả đống phụ nữ cho anh. Đại đương gia, ông Du Khống trắng trợn. Tôi có thù không đội trời chung với người Nhật, sao tôi có thể tư thông với chúng được? Thần toán tử, nếu ông dám Du Khống cổ, ông đây sẽ tự tay chém đầu ông xuống. Nói đi, cổ tư thông với người Nhật cách nào? Cổ, tôi hỏi cô mấy câu, cô phải trả lời thật lòng. Cứ hỏi đi. Cô nói cô đã giết người Nhật, vậy cô giết ở đâu? Lúc đó cả đại đương gia và nhị đương gia đều tận mắt chứng kiến. Ông có thể hỏi họ mà. Đúng vậy, ở Di Hồng Viện, chính mắt tôi nhìn thấy. Cô giết người Nhật, giết trong phòng hay giết ở ngoài phòng? Đương nhiên là giết trong phòng. Vậy đại đương gia, lúc đó anh đang ở đâu? Nhiều lời, hỏi bao nhiêu lần rồi. Tôi và nhị đương gia đều ở ngoài cửa. Ngoài cửa. Cô ở trong phòng giết người Nhật, còn hai người bọn họ ở ngoài cửa. Vậy tức là cô giết hay không giết người Nhật thì họ không thể nhìn thấy được. Ông,
ông Du không? Lúc đó vừa nghe tiếng súng, tôi là người đầu tiên vào trong phòng. Cô Quỳ Anh đã giết tên Nhật đó. Việc này còn sai được sao? Nhớ về quá khứ Chu Du đánh Hoàng Cái, nhưng đã qua mắt tất cả người trong thiên hạ. Tôi thấy ông chính là một tên quân sư đầu chó. Vì muốn giữ mạng mà ở đây ăn nói bậy bạ. Ông dám cùng tôi vào thành bây giờ không? Tôi cho ông thấy tận mắt tôi giết chết tên súc sinh Sakagaki kia thế nào. Ấu trĩ, ấu trĩ. Đừng tưởng rằng cô dùng kế khích tướng thì tôi sẽ đi theo cô vào thành giết người Nhật. Khổ nhục kế, không phải chỉ người Trung Quốc mới biết dùng đâu. Đại đương gia, sự thật không chối cãi được. Anh có thể đi theo tôi đến nhà họ Phương, đến Di Hồng Viện, đến đạo quán đã diễn ra cuộc tàn sát. Dù cô không thông đồng với người Nhật, nhưng chính cô là một ngôi sao chổi. Thần Toán Tử, ông đúng là một con chó điên. Tôi, sao lúc thì kêu cổ thông đồng với người Nhật, lúc lại biến thành sao chổi rồi? Cuối cùng ông có ý đồ gì? Cậu nghe tôi nói đã. Vì cổ mà mỏ vàng của nhà họ Phương bị quân Nhật chiếm đóng, nhà họ Phương tan cửa nát nhà. Vì cổ đó, Di Hồng Viện, đúng không? Bị tàn sát dã man, máu chảy thành sông. Vì cổ tai họa bay tới đạo quán, chị gái của đại nãi nãi đã chết thảm. Vì cổ, mười mấy anh em trong sơn trang chúng ta đã bỏ mạng, còn đại nãi nãi bị trọng thương. Các anh em, với một ngôi sao chổi như thế này, mọi người nói nên làm gì đây? Giết, giết, giết. Cậu xem đi. Đại ca, đừng nghe tên khốn này nói bậy bạ. Tôi nói chú hai nghe. Những chuyện quân sư nói, chú giải thích sao đây? Cái đó, đại đương gia, nếu Quỳ Anh tôi chết, có thể đổi được một lời giải thích, tôi không chút do dự. Nhưng tôi chết cũng phải chết rõ ràng. Thần Toán Tử, vừa rồi ông mở miệng vu khống tôi, nói tôi tư thông với người Nhật. Bây giờ ông lại nói tôi là sao chổi. Mục đích của ông không phải chỉ muốn tìm người chết thay sao? Chấp hành quy tắc đi. Khoan đã, Quỳ Anh không phải người của núi Cửu Long. Chuyện này nên để chị dâu quyết định. Nhị ca, hay là tôi đi mời đại nãi nãi tới? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Mọi người nhìn kìa, gió yêu. Gió yêu. Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân sắp hiển linh. Mau lấy pháp cụ, lấy pháp cụ. Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân sắp hiển linh. Mau lên. Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân sắp hiển linh. Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân sắp hiển linh. Các người làm gì đó? Ông đang làm gì? Sao tôi lại ở đây? Đại đương gia, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Đúng rồi, mau nói đi, Thái Thượng Lão Quân nói sao?
Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân, Tiên Du đến đây. Cảm nhận quán khí xông lên những đám mây, đạp chân xuống xem chuyện gì. Tuy nữ này ở trên sơn trang lại không quan tâm đến núi, nhưng tội không đáng, đưa đến đoạn hồn nhai, tự sinh tự diệt thôi. Mau đỡ tiên sư xuống nghỉ ngơi. Chóng mặt, tôi chóng mặt, đầu tôi. Anh Tử, đại nãi nãi, cô mang nó tới đây, cũng lấy nó băng bó vết thương cho tôi. Lần này cô rời đi cũng khó có ngày gặp lại. Cầm nó theo, nói không chừng sẽ mang tới may mắn cho cô. Đại nãi nãi, cô là người thông minh, an tâm đi đi. Đại nãi nãi, nếu cô có thể sống sót trở về, toàn bộ anh em ở núi Cửu Long sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Nếu cô chết, tới Tết tôi sẽ đích thân thắp nhang cho cô. Cảm ơn đại nãi nãi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đại nãi nãi, còn phải xem phúc phần của cổ. Đi mau, nhanh lên. Nhảy nhanh lên, đừng đợi chúng tôi ra tay. Nhảy mau. Cô quỳ anh, tôi thắp cho cô một ngọn đèn Trường Minh. Cô lên đường bình an.
Cô hãy tha thứ cho tên khốn đáng thương như tôi đi. Tôi cũng bị ép hết cách rồi. Nếu cô không đến địa phủ thì tôi phải đi. Người xưa nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi đảm bảo thắp đèn Trường Minh 7 ngày cho cô. Cô Quỳ Anh, cô tuyệt đối đừng tìm tôi. Cô đừng trở về tìm tôi mà. Tôi thắp đèn Trường Minh 7749 ngày cho cô. Không, thắp đèn Trường Minh 9981 ngày. 9981 ngày. Quỳ Anh đi rồi, chúng ta cũng xem như đã không phụ lòng các anh em đã mất. Chuyện này cứ như vậy thôi. Đại ca, Quỳ Anh không phải người của núi Cửu Long, chuyện này không thể bỏ qua được. Đúng vậy, chuyện này thật sự không thể bỏ qua. Theo ý kiến của tôi, chuyện này cũng không thoát khỏi liên can với núi Liên Hoa. Thần Toán Tử, nếu ông không nhắc đến, tôi thật sự suýt quên rồi. Chuyện này luôn là do ông và Thốc Thứu liên lạc, đúng không? Vậy ông thấy nên làm sao đây? Chuyện này, này cái gì? Đó, đó cái gì mà đó? Vậy tôi đi xem thử. Tôi đoán ông hiểu. Nói với Thốc Ưng, nợ máu phải dùng máu trả. Tôi chỉ muốn đầu của Thốc Thứu. Vi phạm lời hứa, lâm trận bỏ cuộc, theo lý đáng tội chết. Nếu mang đầu của Thốc Thứu tới thì mọi chuyện kết thúc. Nhưng nếu ngược lại, ông đây sang bằng núi Liên Hoa, máu rửa động Liên Hoa, tôi mà nói vậy bọn họ chắc chắn sẽ bẻ gãy đầu tôi mất. Nếu mang đầu về được, mọi chuyện coi như xong. Nhưng nếu không mang được đầu hắn về, tôi sẽ lấy đầu của ông. Đại ca, em chết không thể nhắm mắt. Đại ca, tuy nhị ca vi phạm sơn quy, nhưng nghĩ đến tình nghĩa trước đây với các anh em, xin hãy cho anh ấy một con đường sống. Đại ca, giết. Đại ca, đại ca, tha cho ảnh đi. Đại ca, đại đương gia. Các người, tội của nó là tội chết. Lén phá hư đồng hồ của tôi, làm chúng ta ra tay sớm hơn, gây ra hiểu lầm lớn giữa chúng ta với núi Cửu Long. Quỷ Nhật giết tới, nó lâm trận bỏ chạy, làm cho các anh em núi Cửu Long chịu thiệt hại lớn như vậy, lại còn mặt dày chạy lên núi Cửu Long người ta gây sự. Kẻ có tội cáo trạng trước, chú lại quật ngược lại. Ba tội này, dù là tội nào cũng là tội chết. Tôi không giết nó, anh em núi Cửu Long sẽ không đồng ý. Tôi có thể không giết nó sao? Đại ca, dù nhị ca có trăm sai ngàn lỗi, nhưng dù sao, hai người cũng là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra. Nếu anh giết cả anh em ruột của mình, sau này, anh em sao còn dám theo anh nữa? Đúng vậy, đại đương gia.
Đại ca, anh cũng không thể để lòng các anh em nguội lạnh được. Tôi không xử theo quy tắc thì lòng các anh em sẽ càng lạnh hơn. Chú hai, chú đừng trách anh quá tàn nhẫn. Không có đầu, núi Cửu Long chắc chắn sẽ không chấp nhận. Một khi họ tấn công, anh em núi Liên Hoa cũng đừng hòng sống sót. Anh không thể, chú hai, anh không thể vì cứu chú mà để các anh em gặp họa. Giết! Đại ca, em hiểu rồi. Em đáng chết thật mà. Sau này, khi Tết đến, anh thắp vài nén nhang cho ba mẹ và cho em. Nói với họ, em không thể tận hiếu. Tha cho nó đi. Đại ca, quy tắc do anh định ra, anh không tuân thủ quy tắc, mọi người đều có quyền giết anh. Tội của nó tôi gánh. Đại ca, lỗi là do em gây ra, anh cứ giết em đi. Giết chú, anh sẽ có lỗi với ba mẹ, có lỗi với lương tâm của chính mình. Sáng sớm mai, anh sẽ lên núi Cửu Long, chém giết ra sao, tùy núi Cửu Long xử lý. Đại đương gia, đại đương gia thần toán tử tới rồi. Mời. Đại ca.